À, để mọi người sẽ hiểu thêm còn à, hôm nọ thì sư mới chia sẻ cho mọi người sư mới vừa nói cái câu ấy là à, sư định chia sẻ cho mọi người cái câu là ở đời thì có con nó vẫn hơn đúng không mọi người thì vừa sư vừa mới nói cái câu đó thì à, nó, nó nó cúp điện nó cúp điện nó mất điện do đó là không không nói được cái 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 đoạn chia sẻ đó thì bây giờ sư mới nói cái đoạn chia sẻ đó để cho mọi người à, biết nhé mọi người biết cái hôm đó là sư định chia sẻ cái gì thì sư mới nói cho mọi người biết ý là cái cái câu chuyện như là, là sư mới nói là có con nó vẫn hơn thì sư chia sẻ cho mọi người là có một cái bà có một cái bà ở gần chùa ấy thì bà ấy, bà ấy không có gia đình bà không có gia đình nhưng mà nói chung là kinh tế của bà ấy thì cũng cũng nói chung là cũng giàu bà cũng bán đất bán cát rồi cũng giàu cũng có tiền thì cái 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 mấy năm trước ấy thì sư uh, xây cái nhà tứ ân ấy Sư xây cái nhà tứ ân Thì bà ấy có thành tâm Bà ấy có thành tâm bà đem tới là 20 triệu 20 triệu bà ấy nói là bây giờ là con thành tâm ấy, Thành tâm là con cúng 20 triệu Con cúng vào cái nhà tứ ân 20 triệu à, Sau này thì uh, Con uh, Ước nguyện của con như thế này Ước nguyện của con như thế này Mà thầy phải viết cái giấy cho con Viết cái giấy cho con để sau này các cháu nó biết cái đường để nó làm thì thầy viết cái giấy cho con là khi sau này con qua đời ấy con qua đời thì nhà chùa cũng đến là cũng làm thủ tục tất cả các thủ tục như mọi người phật tử khác tức là từ khi niệm cho tới tuần 1 rồi đến 40, 49 ngày 49 ngày thì lên chùa con cháu con nó lên chùa cho con thì tất nhiên là tiền thì con để lại cho nó thì nó không bao giờ thiệt rồi nó không chúng nó không bao giờ phải bỏ của chúng nó ra mà làm cho con là thừa tiền thì cái tiền đó là các cháu nó vẫn có trách nhiệm nhưng mà à, con ước nguyện ấy là khi mà cúng bốn chín cho con xong ấy là để cái bác hương và để cái ảnh của con ở cái nhà tứ ân ấy nhà tứ ân để con được nương nhờ cảnh phật rồi à, À, con cháu con thì cũng không biết rồi sau này nó như thế nào là không biết nó có cúng lễ nó có thắp hương cho không thì con muốn nó như vậy con muốn là khi là cái 49 ngày xong mới là để cái bác Hương và à, cái ảnh của con ở đó thì à, nhà chùa có viết cái giấy có viết cái giấy rõ ràng là đã nhận của cái bà này là 20 triệu và ước nguyện của bà là khi mà À, sau này bà mất đi Thì các tùng các tước như thế Rồi là để ảnh và bác Hương Ở lại à, chùa, ở nhà tứ ân Để cái di trúc của bà Nhưng mà sư mới chia sẻ cho tất cả mọi người Thì đúng vào cái hôm Mười rằm Mười rằm đúng không mọi người Thì sư mới chia sẻ cho mọi người là đúng cái hôm mười rằm Thì cái hôm mười rằm, chiều mười rằm Thì bao giờ cũng là Sư cũng phải ra lao uyên lễ Đúng không mọi người Sư ra la uyên lễ Thì khi mà À, sư ra la uy lễ thì lúc bây giờ là nó độ hơn 2 giờ hơn 2 giờ thì bắt đầu là tất cả mọi người nói là con cháu mới phát hiện ra là bà 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 cụ này bà mất rồi bà mất rồi thì không biết là bà mất lúc nào đấy nhưng mà phát hiện ra bà mất rồi cái là bắt đầu là bố trí sắp xếp là 4 giờ niệm đấy 4 giờ niệm 4 giờ niệm thì sư mới chia sẻ cho mọi người là con cháu là có vào chùa thật có vào chùa có vào chùa nhưng mà không không gặp được sư bởi vì là sư đi ra Na Uyên mà thì nếu như mà các đám bình thường khác ấy thì chỉ cần nói là 4 giờ niệm nhá 4 giờ niệm thì thầy ở đâu ấy thì là mọi người có trách nhiệm là định cho thầy là đúng 4 giờ như thế đấy thì thì vô tư đúng không mọi người rất kịp bởi vì hai cái chùa cách nhau có ba cây số hai cái chùa cách nhau có ba cây số mà một tiếng đồng hồ mà lại không về được thì nó nó rất là 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 là, là, là vô lý đúng không mọi người thì sư mới chia sẻ cho mọi người là khi mà à, Cái người cháu đó thì cũng điện Điện cho chú đạo tràng Thì à, chú đó nói là tí nữa thầy lễ xong Thầy lễ xong là thầy thầy nói chuyện thầy gặp bác nhá Thì khi đó là bắt đầu là sư mới lễ xong Sư mới lễ xong thì bắt đầu là cái chú đạo tràng nó mới đưa điện Đưa điện để gặp cái 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 ông đó Gặp cái ông đó thì lúc đó là hơn 3 giờ Thì ông mới nói là chúng tôi ra nhà chùa ra nhà chùa nhưng mà không gặp nhà chùa thì nhà chùa không có nhà thì chúng tôi đã sắp xếp cho thầy mò là 4 giờ niệm rồi 4 giờ niệm rồi thì nhà chùa mới nói là sư mới nói là thôi ông ơi bây giờ ấy là cụ ấy căng dặn như vậy và cụ viết cái giấy còn để lại đấy bây giờ các ông về các ông tìm xem cái giấy còn để lại như thế nào thì cứ thế mà làm thì bây giờ các ông cứ giãn cái 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 ông thầy mò đi Giáng ông thầy mo đi thì nhà chùa nhận là 4 giờ nhà chùa về nhà chùa lễ được Bởi vì hơn 3 giờ mà về trong chùa thì quá thời gian thừa thời gian Thì cứ giãn được cái ông thầy mo đi thì là nhà chùa sẽ à, về nhà chùa lễ cho Để cho cụ tăng trối nó tọa nguyện Sau đó là ông nói là thôi cái này thì à, để chúng tôi còn bàn bạc đã Bởi vì nhiều người quyết định để chúng tôi bàn bạc Nếu có như thế nào thì chúng tôi định mà không định thì thôi thì à, sư mới chia sẻ cho tất cả mọi người là không định không định có nghĩa là thôi đúng không mọi người không định có nghĩa là cứ 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 nhất trí là mời thầy mo chứ cũng không cái 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 di chúc đó cũng không cần thiết nữa sau đó thì à, thôi thì ở cái cuộc đời thì à, sư mới chia sẻ cho mọi người thực ra mà nói thì cũng chẳng phải là thèm lộc cũng chẳng phải là thèm tiền đâu nhưng mà thôi thì mình à, gọi là mình 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 nhún đi một tí mình nhún đi một tí bắt đầu là khi à, xong xôi ấy, thì sư cho cái chú đạo tràng ra nói cho cái chú đạo tràng ra nói là thôi bây giờ thì đã trót à, à, cái niệm của cụ như vậy rồi thì thôi thì mong rằng ấy, là cái ước nguyện của cụ và cái di chúc của cụ thì mong rằng ấy là à, tùng một cũng như là tuần 49 ấy, thì con cháu là lên ra chùa ra để gặp thầy là thầy cho cái 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 người đạo tràng đó cái người đạo tràng nói thầy cho chúng tôi vào để để gặp gia đình để nói như thế để động viên cũng như là để thỏa thuận như vậy để gặp thầy để thầy bố trí cho là nĩ tuần 1 cũng như là 49 rồi để cái ảnh với cái bác hương của cụ để tội nguyện nhưng mà cũng con cháu cũng nói là không cái này là chúng tôi còn phải bàn bạc, còn phải bàn bạc đấy, bàn bạc như nọ như kia đúng không mọi người? Rồi bắt đầu là cũng tên nọ đồn kia nó nó có nghĩa là nó nó sai cái sự thật, nó sai hoàn toàn cái sự thật thì à, sư mới thấy đó thì sư mới thấy mọi người đến hỏi, mọi người đến hỏi là 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 thầy ơi thầy ơi thầy ơi cái việc đó như nào như nào bắt đầu là người ta mới nói ra người ta nói ra thì nó sai sự thật toàn bộ mọi người ạ. À. Thì sư mới nói là đấy cái sự việc là nó là như vậy đấy. Nó là như vậy đó. Còn đâu thì cũng nhà chùa cũng đến như thế thôi. Cũng nhiệt tình rồi cũng như thế mà. Họ không nghe thì thôi đúng không mọi người? Thôi một cái câu chuyện hôm nay sư chia sẻ cho tất cả mọi người. Ở đời có nghĩa là có con nó vẫn hơn. Đúng không mọi người? Còn đâu không có con thì bao nhiêu tiền khi mất đi thì cũng chẳng biết như thế nào đúng không mọi người tạm biệt tất cả mọi người nhé chúc mọi người vui